Runner ấy, họ không sử dụng cái đôi giày này cho cái quá trình training của họ, bởi vì rõ ràng với một cái số tiền họ bỏ ra cũng chỉ khoảng tầm tiền đó thì họ đã có một cái đôi Vaporfly Next High rất là xịn sò như thế này. Đây là một trong những đôi dòng đua của Nike, nó có tên là dòng Trick Fly và tối ưu cho cự ly từ 5 đến 10 km. Nó cũng là một trong những đôi giày mà nhẹ nhất của Nike tính đến thời điểm hiện tại. Cái đế của nó là một trong những đôi đế tối giản nhất. Mặc dù là đôi giày đua của Nike nhưng mà nó lại không sử dụng công nghệ carbon cho cái quá trình mà làm cái đôi giày này. Và nếu anh em đang tìm một đôi giày tối giản mà đế thấp thì có thể nó là một sự lựa chọn tốt cho anh em. Lý do đầu tiên đó chính là về mức giá. Giữa đôi Vaporfly Next High này và đôi Strict Fly này thì cái mức giá được chào bán cho đôi Strict Fly thời điểm mới ra nó khá là cao, nó khoảng 160 đô. Tuy nhiên với cái em Vaporfly Next High này chỉ một khoảng thời gian sau đó thì em thấy rằng cái giá của nó đã xuống khá là nhiều. Cái lý do số 2 đó chính là lý do về marketing. Ở Việt Nam thì không có nhiều runner nói về đôi giày này. Như mình chẳng hạn, mình đang sử dụng một đôi nó có tên là dòng Zoom Strict 7 và đây là một trong những đôi giày mà cũng khá là tương đồng với đôi giày này về hiệu năng. Hoặc là nhiều anh em cái tài chính của họ có thể là hạn chế hơn thì họ hoàn toàn có thể sử dụng em Hyper Speed 2 này để có thể đọ với em Strict Fly này. Ý kiến của anh em như thế nào thì anh em có thể comment ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé.